Cảm ơn những vũ công đã tạo nên một phần biểu diễn vô cùng đẹp mắt trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được dẫn chương trình trong một nơi mà giọng hát thì vút cao và sân khấu thì như một dòng sông sao. Và khi dòng sông ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn, bạn biết điều gì không? Cả ba thành viên trong ban giám khảo đã bình chọn cho bạn. Điều đặc biệt của chương trình này đó chính là trên màn hình TV đã hiện ra rất rõ tình yêu của quý vị dành cho thí sinh của chương trình ngay khi họ đang hát. Và bây giờ, sự xúc động trên màn hình tôi nhìn thấy rõ nhất là Harry Won. Xin mời bạn chia sẻ cảm xúc của mình. Bạn ơi, lúc bạn lúc đầu xuất hiện, lúc đó khói quá trời, không thấy đường gì hết. Bạn đã đi lệch một hướng. Nhưng anh Dương Cát Linh nói một tí xíu cái là bạn rất là bình tĩnh, hát mà nhét. Trời ơi, rất là hay mà rất là giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối luôn. Và hát sao mà hả? Trời ơi, Harry nổi giật à, từ cái sống lưng tới cái nóc đầu. Trời ơi, nó ngứa hết cái người luôn mà hả? Xúc động mà rất là thích thú. Cảm ơn bạn nha, một biểu diễn rất là xuất sắc. Tôi nghĩ khán giả phải vỗ tay luôn cho Harry rồi. Bản thân mình em không biết kết quả như thế nào, nhưng mà với sự bình chọn của ban giám khảo thì em cảm thấy là bao nhiêu nỗ lực của em đã được đền đáp, và anh mong là tất cả những thí sinh còn lại sẽ biểu diễn thật là tốt ạ.